Chào mừng các bạn đã quay trở lại với GVN Channel. Đây là GNews Season 2 và cũng là số thứ 5. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ GNews của chúng mình. GNews là một bản tin về công nghệ, PC gaming và eSports sẽ được lên sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần vào lúc 19 giờ. Còn bây giờ thì hãy cùng mình điểm qua những thông tin nổi bật có trong tuần vừa qua nhé. Xuất hiện robot Ambot bách phát bách trúng bằng phần cứng. Kẹp giấy huyền thoại Microsoft chuyển nghề từ trợ lý ảo sang làm skin súng cho game thủ. Xuất hiện ổ SSD di động chỉ ghi được một lần duy nhất, bảo hành lên tới 10 năm. Intel Core i5-12600K là CPU gaming tốt nhất trong tầm giá dưới 300 đô. Không chỉ là Tifa, cả thế giới Final Fantasy 7 Remake trở nên dễ thương vô cùng sau khi mod. Elden Ring giờ dễ vậy sao? Game thủ không cần chạy hay né vẫn phá đảo được. Xuất hiện cáp USB Type-C 2.1 hỗ trợ sạc lên đến 240W, cân nhẹ nhàng hầu hết các laptop phổ thông. Con robot Ambot của YouTuber Kamau sẽ di chuyển chuột để dời hồng tâm đến đúng vị trí, sau đó chỉ cần siết cò là xong. YouTuber Kamau vừa rồi đã có một ý tưởng táo bạo, đó là tạo ra một chương trình Ambot có thể hoạt động trực tiếp trên phần cứng. Con robot này hoạt động bằng cách chụp hình screenshot trong Python rồi truyền thông tin đó qua một thuật toán hình ảnh để nhận ra những mục tiêu có độ tương phản cao. Tiếp đến, một bộ điều khiển PID sẽ ra lệnh cho các bánh xe di chuyển để dời con chuột đến đúng vị trí cần thiết. Khi hồng tâm đi đến đúng ô hitbox của mục tiêu thì chuột sẽ nhấn nút để bắn. Kamau đã bỏ ra hơn 2 tháng trời để tinh chỉnh bộ điều khiển. Tới bây giờ thì nó đã đủ trình để độ skill với những lão làng trong mọi thể loại FPS. Hiện tại, ý tưởng này của Kamau chỉ mới được huấn luyện để tương thích với tựa game mô phỏng tập bắn súng AmLab mà thôi, chứ chưa thể dùng trong game multiplayer thực sự. Game thủ được chứng kiến màn kết hợp giữa Microsoft và Halo Infinite khi chiếc kẹp giấy huyền thoại được biến thành skin súng. Season 2 của Halo Infinite bổ sung một số bản đồ mới, chế độ mới và Battle Pass mới. Tuy nhiên, có một thứ khiến game thủ ngạc nhiên, đó là sự xuất hiện của chiếc kẹp giấy Clippy, trợ lý ảo trứ danh của Microsoft Office, đã được 25 tuổi. Sự trở lại của chiếc kẹp giấy này được chia sẻ bởi giám đốc quản lý sản phẩm Xbox là James Shields. Clippy sẽ được bổ sung vào trong game dưới dạng một chiếc móc khóa để gắn lên trên súng. Hình ảnh Clippy còn xuất hiện dưới dạng là nameplate với cấp độ Epic để game thủ có thể trang trí cho bản tên của mình. Chúng ta biết được một điều rằng Clippy sẽ không xuất hiện trong Battle Pass mới, do Battle Pass này đã đi kèm đủ 100 phần thưởng rồi. Ổ SSD di động Verbatim's WOVA 128GB chỉ ghi được một lần duy nhất. Đây sẽ là giải pháp rất tuyệt vời dành cho những người nào sợ xóa nhầm những file quan trọng. Hãng Verbatim vừa mới tạo ra SSD di động tên là WOVA 128GB với khả năng ghi một lần duy nhất. Chiếc SSD này chứa 128GB bộ nhớ NAND Flash, trang bị giao tiếp USB 3.2 Gen 1 và có chế độ bảo hành lên đến 10 năm. Theo Verbatim, sản phẩm có tốc độ đọc là 540MB trên giây và tốc độ ghi là 180MB trên giây. Verbatim giới thiệu đây là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng lỡ tay xóa file, chép đề file, SSD bị giảm tuổi thọ hoặc là dành cho những ai không muốn xài thêm phần mềm sao lưu phức tạp. Verbatim đã sử dụng chip NAND Flash chất lượng cao, vượt qua những bài test tuyển chọn gắt gao. Chip NAND này bền hơn 10 năm khi được cất giữ trong môi trường với nhiệt độ từ 55 độ C trở xuống. Còn về tính năng chỉ ghi được một lần thì nó phụ thuộc vào phần mềm của Verbatim. Để ghi dữ liệu vào chiếc ổ cứng này, bạn sẽ cần đến Windows 10 hoặc Windows 11. Có vẻ như Verbatim's WOVA 128GB sẽ ra mắt tại Nhật Bản trước tiên. Hiện vẫn chưa rõ thông tin về giá bán và ngày ra mắt cho chiếc ổ cứng di động này. Vượt mặt các đối thủ sừng sỏ bên nhà đồ đỏ AMD, Core i5-12600K trở thành CPU gaming bán chạy nhất trên cửa hàng Newegg. Theo dữ liệu từ Newegg, thì Intel Core i5-12600K chính là CPU bán chạy nhất trên trang này. Ngoài ra, đây cũng là một trong những con chip gaming tốt nhất với mức giá tầm 278 đô la. Với mức giá này, cộng với lợi thế về kiến trúc Alder Lake, Core i5-12600K đã vượt mặt cả những CPU AMD Gen 3 cao cấp hơn, chẳng hạn như Ryzen 7 5700X và Ryzen 7 5800X. Trang Thomas Hardware đánh giá Core i5-12600K có hiệu năng gaming rất tốt. Con chip này có IPC cao hơn 19% so với thế hệ 11 và bỏ xa những con chip AMD Gen 3, ngoại trừ Ryzen 7 5800X 3D trong mảng gaming. Với hệ điều hành Windows 11, RAM DDR4, Trang Thomas Hardware cho biết Core i5-12600K có hiệu năng gaming cao hơn khoảng 11-12% so với AMD Ryzen 5 5600X trong phân khúc từ 200-300 đô la. Với mức giá chỉ 278 đô la trên Newegg, Intel đã cho game thủ một con CPU tầm trung khá là ngon với khả năng ép xung, trang bị 4 nhân tiết kiệm điện. Vì thế nên cũng không lạ khi mà Core i5-12600K chiếm được ngôi vị đầu bảng trên các danh sách top CPU bán chạy nhất trên Newegg. Một YouTuber đã sử dụng phiên bản Final Fantasy 7 Remake và một số thủ thuật camera để biến phiên bản này trở thành một tựa game cổ điển và dễ thương đến lạ. Đối với bản mod của YouTuber Fluder, anh đã dùng hiệu ứng chỉnh góc quay camera được làm bởi Franz Buma để tạo ra một thế giới Final Fantasy 7 Remake thu nhỏ với mục đích nghệ thuật là chủ yếu. Anh ấy sử dụng kỹ thuật là tilt shift để biến những tựa game AAA như này thành những khoảnh khắc đẹp mê ly, trông không khác gì những tựa game thuộc thể loại tabletop.
Có thể bản mod này sẽ khiến cho Final Fantasy 7 Remake trở nên khó chơi hơn rất nhiều so với ban đầu, nhưng đổi lại thì nó nhìn rất là đẹp mắt. Trước đây, Bluder đã từng thực hiện kỹ thuật modding này rất nhiều lần với nhiều tựa game khác nhau, chẳng hạn như Red Dead Redemption 2, và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ game thủ. Xuất hiện game thủ mặc trên mình những trang bị quá nặng nề khiến cho nhân vật không thể chạy, nhảy hay né đòn được. Thế nhưng mà game thủ này vẫn phá đảo được Elden Ring. Elden Ring là một tựa game khó, nhưng thậm chí nó sẽ khó hơn gấp bội lần nếu như bạn trang bị quá nhiều đồ khiến nhân vật quá tải về trọng lượng. Lúc này nhân vật của bạn sẽ không thể chạy, nhảy hay thậm chí né chiêu của địch luôn. Tuy biết khó khăn là như thế, nhưng game thủ Iron Pineapple vẫn chấp nhận thử thách và khiến cho nhân vật quá tải trọng lượng ngay từ ban đầu. Để xem coi là có phá đảo được Elden Ring hay không. Tất nhiên là Iron Pineapple đã ngẫm khá là nhiều lần để rút ra kinh nghiệm. Trong quá trình chơi, Iron Pineapple chỉ dùng con ngựa đúng một lần duy nhất để thực hiện một bước nhảy nhỏ mà thôi. Ngoài ra, trong đoạn video, Iron Pineapple còn thuật lại các thủ thuật mà anh ta đã áp dụng để vượt qua được các con trùm ở trong game mà không cần chạy, nhảy hoặc là né. Với dây USB Type-C 2.1, chúng ta có thể sạc gần như toàn bộ các loại laptop phổ thông hay thậm chí cả laptop gaming luôn các bạn ạ. Nhà bán lẻ Club 3D vừa mới ra mắt sợi cáp USB Type-C có khả năng cấp nguồn lên đến 240W. Club 3D cho người dùng chọn 3 loại, 2 loại hỗ trợ truyền điện, dữ liệu, video, 1 loại chỉ truyền điện và dữ liệu với tốc độ tương đương USB 2.0. Công suất 240W sẽ đủ để sạc hầu hết các laptop phổ thông, đôi khi đủ sạc luôn cả những chiếc trang bị luôn, cả CPU và GPU đầu bảng hiện nay. Vào tháng 5 năm 2021, USB Implementers Forum có công bố USB-C 2.1 với chuẩn Extended Power Range. Chuẩn này cho phép USB-C cấp điện lên đến 240W, tức 48V 5A. Trước đây, chuẩn này bị giới hạn ở 100W, tức 20V 5A. Đây cũng là lý do vì sao những chiếc laptop hiệu năng cao như laptop gaming không sử dụng cổng sạc USB-C dù nó khá là thuận tiện. Tại thời điểm bài viết, Club 3D vẫn chưa cho biết thông tin về thời gian mở bán cũng như là giá thành của những sợi cáp USB Type-C 2.1 này. Vậy là mình cũng vừa mới điểm qua cho các bạn những thông tin vô cùng nổi bật trong tuần vừa qua. Và đừng quên chúng ta sẽ lại gặp lại nhau trong số GNew vào lúc 19 giờ vào thứ 7 hàng tuần. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã xem video đến tận giờ phút này. Đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ cho số GNew này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.